Thu Phương có ý định bao giờ mình đi chuyển giới không, hay là mình để ý giải Thu Phương chuyển diện rồi chứ chuyển giới gì? À không à, không à. Ủa em mà chuyển giới là mấy cái máy móc nó hư hết, là mấy đứa sau nó không có máy để nó làm. Có không đấy, thằng em buồn ngủ mẹ à. Chuyển vô. Thu Phương muốn để body y như dài luôn hả Thu Phương? À. Có sao để vậy, nó sửa. Tao nói là sửa mũi đẹp hơn, em cũng sửa. À. Đấy, được rồi, lỗ mũi mình được rồi. Ủa, tao lạ luôn. À. Mình lạ lắm, mình phải có cái lạ đúng không Thu Phương? À. Đẹp, bây giờ là bỏ tiền là đẹp đi. À. Nên những cô 7, cô 3, anh chị 6 rồi đó, anh 8, chị 10, cô 9 rồi đó, có nhậu nghẹt hay là có họp hội bàn đào đó, thì mình mua ủng hộ em 1-2 hộp cái viên chiên về nhà mình ăn nha. Cho cô gì chú bác bên nội bên ngoại đó. Cười kìa. Cười chí chú. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Cuộc Sống Sài Gòn TV. Nếu các bạn thích hãy nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Đó, khách mới vừa vô thấy Thu Phương mặt bơ phờ do chưa ăn nữa các bạn, thấy không? Anh khách nè. Bữa giờ thấy vừa chiên mà vừa múa lửa không à, quá dữ luôn, quá dữ luôn. Thấy anh em trong hội YouTube nè đó, bữa giờ múa lửa không thấy anh, thấy chị múa lửa dữ quá, có khổng không? Có khổng nào chưa? Hả? Mày nó đụng mà. Nay kêu Thu Phương có cái chiêu mà là đẩy mưa đó. Hay khán giả nói là kêu trời ơi, nay Thu Phương có chiêu đẩy mưa. Học phép trả được không? À. Các bạn thấy không? Thấy Thu Phương. Không kịp ăn tối nha các bạn. Xong rồi nè anh ơi. Anh ơi xong rồi. Phô mai là để nguyên cây luôn hả Thu Phương? Đúng rồi. Thu Phương có ý định bao giờ mình đi chuyển giới không, hay là mình để ý giải Thu Phương chuyển diện rồi chứ chuyển giới gì? À không à, không à. Ủa em mà chuyển giới là mấy cái máy móc nó hư hết, là mấy đứa sau nó không có máy để nó làm. Có không đấy, thằng em buồn ngủ mẹ luôn. À. Chuyển vô. Thu Phương muốn để body y như dài luôn hả Thu Phương? À. Có sao để vậy, nó sửa. À. Tao nói là sửa mũi đẹp hơn, em cũng sửa. À. Đấy, được rồi, lỗ mũi mình được rồi. Ủa, tao lạ luôn. À. Mình lạ lắm, mình phải có cái lạ đúng không Thu Phương? Ủa, à. Đẹp, bây giờ là bỏ tiền là đẹp đi. À. Các bạn thấy không, hấp dẫn không? Mình mới hỏi Thu Phương nữa các bạn. Bao giờ có ý định đi
đi chuyện giới đó các bạn. Nhưng mà Thu Phương nói là không nha các bạn, bởi vì Thu Phương đẹp sẵn rồi. Phải không Thu Phương? Đẹp sẵn rồi. Lạ chứ đẹp. Lạ. Mình phải lạ nữa nha. Mình Thu Phương nói là phải có cái gì đó riêng của mình nha các bạn. Hả? Có hồi nào là ba mẹ yêu cầu đi lấy vợ không Thu Phương? Có mà cũng xu. À. Bất thôi. Đã mình vậy mà lấy vợ. À. Buông xu luôn chứ đi. Buông xu. Các bạn thấy Thu Phương buồn không? Buồn không phải là buồn đói bụng đó nghe các bạn. Chắc không kịp ăn nữa Thu Phương ơi. Không, mình vừa làm vừa ăn đi Thu Phương à. Chúng mình ăn đồ đâu sao đâu. À. Ủa ơi, em tự như vậy. Chào chị đẹp. Chị đẹp hôm nay không livestream với chị đẹp. Qua chưa tới giờ. Mấy giờ livestream? 7 giờ mấy rồi. 7 giờ mấy mới livestream à? Lại rảnh mới live rồi. Không lấy tỏi không lấy cái gì đó các bạn không thấy xe cá di chuyển của Thu Phương không? Hồi nãy mình có hỏi Thu Phương đó là gia đình có kiểu như hối thúc Thu Phương để cưới vợ không, nhưng Thu Phương nói không có nha các bạn. Họ khá hấp dẫn phải không các bạn? Khá hấp dẫn. Khách đông không? Tiễn chồng mua bán chứ đẹp. Tiễn chồng đi. Sao mỉm cười? Ở mình thì nó cười. Em thấy chị bé ba nè, chị hai nè, các thi nè, ai cũng tiễn chồng hết, riêng có mình vậy là chưa tiễn chồng luôn. Chắc là chưa đủ tiêu chuẩn hả Thu Phương? Của chị lấy 50 ngàn. Đâu có mà lấy của anh nhỏ không? Đợi chút nha các bạn. Hủ không? Ngon các bạn ạ, nhìn dầu ngà sôi sụp luôn nha các bạn. Kiểu này phải tiễn thêm chồng có Thu Phương ơi. À, bé hai bé ba đồ đều có hết mà. Nhiều lúc về anh phụ mình, nhưng mà hình như là tiêu chuẩn là phải body rồi nó cũng hơi. Nói chứ duyên chưa có tới anh ơi, chứ em cũng có nghĩ tới đường đó nữa. Có thì có, mà không có thì thôi. À. Em muốn kêu chồng, em kêu là bạn đời. À. Cần kiếm một người bạn đời. Còn không có bạn đời thì ở đời với một mình luôn. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn nào có tiêu chuẩn giống như thuộc body 6 múi nè, rồi trung tình nè, thì thương Thu Phương nè, thì liên hệ với Thu Phương nha các bạn. À. Là dùng tất cả chồng của tôi. À. Dùng chồng. Nghe Thu Phương nói mà mọi người cười đó các bạn.
tới đây là vừa thưởng thức cá vi chiên của Thu Phương mà vừa phải chọc Thu Phương để Thu Phương nói chuyện đó, mọi người giải trí nha các bạn. Giải trí sợ chết. Nên là thi thách thức trên hài là chắc là đậu chắc rồi. Chiên của Thu Phương nhìn khá ngon các bạn. Khóc bồi này Thu Phương ơi, khóc bồi tứ tương lai đó. Đúng không các bạn? Mê lắm, mê lắm, người tập lên xem chơi mê lắm. Đã lắm kìa. Mê lắm, mê lắm. Chửi cũng đã tài lắm. Nhiều đứa nó phải chửi vậy đó anh ơi. Anh Lai Kim anh nói chuyện, anh tâm sự tụi nó, tụi nó không vô coi đâu mà anh chửi tụi nó, tụi nó vô coi, tụi nó chia sẻ quá. Giờ qua anh Lai Kim 2000 mấy người coi. Vậy vậy hả? Ủa là xe cái chiên còn y nguyên rồi. Coi ở nhà bấm đèn phím mà mấy ba má không ra. Mọi tôi bấm quẻ trong đám để giải cho bây giờ này. Nói với mọi người thương em, mến tay mến chân em, thì mỗi người có đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, địa chỉ là 716, thì mọi người hãy chạy vào để mà ủng hộ và một hộp cá viên chiên vui vẻ nha. Khổ qua cỡ đây cũng có thể làm mồi nhậu nha mọi người. Cho nên những cô 7, cô 3, anh chị 6 rồi đó, anh 8, chị 10, cô 9 rồi đó, có nhậu nghẹt hay là có hộp hội bàn đào đó, thì mình mua ủng hộ em một hai hộp cá viên chiên về nhà mình ăn nha, cho cô dì chú bác bên nội bên ngoại đó. Cười kìa, cười chí chú rồi. Mình xin kết thúc video nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cuộc sống Sài Gòn TV. Nếu các bạn thích hãy nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha các bạn.